Thế mà ai thử cả? Đúng rồi, ra đấy cho đỡ có gió. Wow. Wow, siêu nhân quá đỉnh luôn. Chị thử nhá. Ôi, công nhận sự hơi của Susi thẻ khỏe hơn của chị ấy. Chị thổi cao hơn thật nhưng mà nó nhanh rơi hơn nhỉ. Chơi thật hay đấy. Cao rồi xem chị rơi. À, chị không biết, chị chưa có kinh nghiệm. Hết hơi rồi. Nhìn này, chị đang ngu rồi. Đấy chưa, hôm nay hẹn nhau chơi đấy chứ. Ôi, em có cái gì đấy? Ngồi đây. Trời ơi, xem mà ai hẹn ở đây á, kiếp gì mà lâu thế, đi đâu ấy? Em phải đi mua đồ chơi ấy chứ. Đồ chơi gì mà hay thế này? Chị biết không, đây là đồ chơi thôi. Kìa, đồ chơi như nào ấy? Đây đây, chị nhìn thử. À, nó nắp vào đúng không? Không, thôi. Đây, đồ chơi này như này đúng không? Xong mình sẽ phải nắp cái này vào lên đầu này đúng không? Xong cho quả bóng vào đây đúng không? Được rồi, bây giờ chúng mình bóc nhá. Chị bóc được không hay em bóc? Hay là em bóc xong rồi chị chơi nhá. Đúng rồi, đồ chơi của nó mà. Hay là mình chỉ chơi ké thôi. Mình cũng sướng rồi, được chơi. Có cần gì giúp không? Đi chị giúp. Vậy chị tò mò lắm không? Ồ, chị tò mò lắm ý. Lần nào mà siêu nhân có đồ chơi chị chả tò mò. Từ đây. Sổ ơi, không biết thì cứ lanh chanh. Đây này, rút một cái là ra luôn. Đây, bóc cái này này. Này, thế hôm nay em được nghỉ học đúng không? Vâng. Chiều nay em có đi đâu không? Chiều nay thì... Chiều nay đi đâu? Chiều nay em đi bơi. Ôi, chiều nay đi bơi á? Vâng. Chị chưa biết bơi. Em biết bơi chưa? Mà nói đi. Em biết bơi rồi. Cái bộ được chạy. Nếu mà chị không biết bơi thì... siêu nhân này này. Nếu mà chị không biết bơi thì em mang cho chị thể thao thì chúng mình cũng đi được. Nhưng mà chiều nay chị không đi được, chiều nay chị phải đi học thêm rồi. Em không nhớ, mình sắp thi rồi. Chị chưa học thuộc bài nên mẹ chị bắt chị đi học thêm. Ủa, chị cầm cho. Học thêm xong em sẽ rủ chị đi. Thôi cũng được, thôi để tuần sau nhá. Đây đây, chị nắp cho. Wow, siêu nhân biết nắp à? Sao như nào? Thôi khổ chứ sao. Đâu thử nó. Wow, ui, xin lỗi siêu nhân. Chị va vào siêu nhân cái siêu nhân rơi luôn. Từ từ, ngồi từ từ thôi. Đấy, em ngồi quay sang chị như này. Ngồi xuống, chơi thử. Như này đúng không? Chị thổi chắc chắn cao hơn em một, nhìn này. Đây. Ngồi, không chơi nữa. Chị em mình ra đằng này chơi. Đi. Wow. Chị nhân thử. Chị chỉ cần bỏ ra cái là rơi. Nha, xem siêu nhân thở cao hay chị thở cao nhé. Siêu nhân biết làm sao không? Gió, có gió. Có gió quá siêu nhân ạ. Bởi vì chị em mình hôm nay đi hơi bị gió. Xem ạ. Đây, đúng rồi. Wow, siêu nhân thở siêu thế. Ô, cái này hay nhỉ. Chị thổi nhá, nhìn này. Hết hơi luôn. Chơi trò này hãy chứ mà mệt hơi nữa. Ôi. Trời ơi. Bình tĩnh thôi. Làm gì mà kích động ấy. Cắn được cái đấy. Nhìn đấy nha, nhìn quả này chị. Không cần che, nhìn này. Mệt thế. Bây giờ sư thổi đi, xem có được cao như chị, có được lâu như chị không. Quay đây, đấy, đúng rồi, chúng mình quay đây thổi cho nó đỡ bị gió. Wow, siêu nhân thổi đỉnh đấy. Wow, bây giờ thổi đi, thổi đi xem được lâu nhá, xem thổi được bao nhiêu lâu nhá. Chị đếm nhá. Xem nào. Đây. Bây giờ chị với Su thi thổi thử nhá, xem ai thổi được cả. Đúng rồi, ra đấy cho đỡ có gió. Wow, siêu nhân quá đỉnh luôn, chị thử nhá. Ôi, công nhận sự hơi của Susi thẻ khỏe hơn của chị ấy. Chị thổi cao hơn thật nhưng mà nó nhanh rơi hơn nhỉ. Chơi thật hay đấy. Cao rồi xem chị rơi. Chị không biết, chị chưa có kinh nghiệm. Hết hơi rồi. Hello chị Ngân. Đẹp nhỉ. Em còn để trong tổng xoay tròn nữa. Chị
Thổi mắt ra rồi. Ờ. Nên thổi lại nào. Lại. Thôi, đi về nhà làm giúp chị, chỉ cho chị mấy cái chỗ bài tập này chị chưa biết. Xong rồi chiều em còn đi bơi được đúng không? Chị tưởng là chiều nay em không đi bơi cơ, nên là buổi chiều làm, nhưng bây giờ đi bơi rồi về làm cho chị. Xin chào tất cả các bạn, các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn.